Mới đây, fan Hương Vị Tình Thân chia sẻ bức ảnh hậu trường hé lộ cảnh Hi mang bầu. Lần này, Hi không còn bụng phẳng lì như dân mạng phàn nàn nữa mà đã lộ rõ bụng bầu. Với tạo hình mang bầu lần này, Thu Quỳnh cũng đã đi dép đế thấp để cho phù hợp. Nữ diễn viên chụp ảnh cùng gia đình mình trong phim bao gồm bà Sa, Dũng và đáng chú ý còn có sự góp mặt của ông Tấn, nhân tình của bà Sa trong quá khứ. Trong Hương Vị Tình Thân, nhân vật Thi từng mang bầu ở phần 1 nhưng sau đó đã bị sảy thai. Tình tiết Thi sảy thai chỉ được nhắc tới trong cuộc nói chuyện của Long và Huy, nên nhiều khán giả không xem kỹ phim đã bị bỏ qua. Sau khi sảy thai 3 năm, ở giai đoạn hiện tại của phim, Thi vẫn chưa có bầu trở lại dù bản thân Huy cũng đang rất mong ngóng có con. Gần đây, việc Thi bù đầu với công việc, quan tâm công việc hơn gia đình khiến Huy lộ rõ thái độ buồn rầu, chán nản. Khán giả cho rằng đây chính là lúc Trà Xanh có cơ hội xen vào cuộc hôn nhân của Thi, Huy. Ngay cả việc Thi có thai cũng khiến dân mạng vẽ ra nhiều drama để bàn cãi. Có người cho rằng biết đâu Thi lại mang thai con của người khác, bắt Huy đổ vỏ. Tuy nhiên, nếu đoạn kết Hương Vị Tình Thân là ai về nhà nấy, các cặp đôi đều hạnh phúc bên nhau như nhiều hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội thì có lẽ điều này sẽ không xảy ra. Mời các bạn tiếp tục đón xem phim lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.